Con me trông ngon quá, con me trông ngon quá. Ngon quá. Thế là thằng cu em nó bảo là nó là em họ em. Nó thế thì bắt xe luôn đi thôi là gì nữa. Thế bắt đầu là nó dẫn về. Là chúng bọn em quen nhau. Anh ấy cũng đi làm cùng em luôn, anh cũng phát cái đi xách những cái gói mà dùng thử ấy, tiếp thị đến khách hàng ấy. Thế là hai đứa em là cứ tung tăng là phát hết cái đấy. Xong rồi về là em bị đổi việc luôn. Em bị đổi việc luôn. Rồi em sau này thì em có nghe thấy là rất là đào hoa. Thì sau đấy là có điều tra ra là cũng có lén khéo với mấy em. Hai MC, dạ anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Vâng, em tên là Trần Tuấn Anh. Năm nay em 41 tuổi. Dạ vâng, đang ở Tân Phú. Và công việc thì hiện tại thì trước mắt là lúc trước thì bọn em có làm về nhà hàng ăn uống với cả karaoke gia đình. Nhưng hiện tại từ lúc dịch đến bây giờ thì là nó kinh tế nó hơi suy thoái. Đâm ra là mình ngừng lại một chút xíu, đang chờ để đi tìm cái địa điểm khác. Mời vợ của Tướng An, em là Nguyễn Thị Thúy Lê ạ. Hiện tại thì em năm nay 38 tuổi rồi. Công việc hiện tại của em thì em cũng rất là đam mê làm diễn viên. Cho nên là 2-3 năm nay là em đang phấn đấu làm sao để thành một diễn viên chuyên nghiệp ạ. Rồi sẽ cơ duyên nào một anh chủ nhà hàng, karaoke gia đình và một cô diễn viên này lại cơ duyên nào là khiến xui gặp nhau? Vâng, nếu mà kể về quá trình thì là em thì ngày xưa em có chơi với cả một cái người anh họ của vợ em. Thế là lâu quá thì không gặp lại nhau. Thế hôm ấy làm sao mà lại đi uống nước thế này, vô tình để gặp lại nhau. Cô bé này thì cô ấy cũng lại đi qua đó. Thế là em lại thấy là trông nó cũng xinh gái, trông nó cũng thùy mị. Em bảo con me trông ngon quá, con me trông ngon quá. Thế là thằng cu em mới bảo là nó là em họ em. Thế thì bắt xe luôn đi thôi là gì nữa. Thế bắt đầu là nó dẫn về. Là chúng bọn em quen nhau. Đã quen bao lâu rồi cưng? Không phải để em kể tiếp, không phải để em kể. Có nghĩa là trên đường em đi học về, xong rồi em thấy nhìn xa xa hai anh đi cái đai lửng đỏ sao trông đẹp dai kia nhở. Thế là em mới đi thẳng thôi, em không đi về nhà nữa. Em đi thẳng ra đường, em đi ngang qua mặt như này. Thế là anh ra anh họ em ấy mới gọi lại, Lê quay đây anh bảo này, em theo về đấy luôn. Em theo về đấy luôn thì có hỏi thăm qua lại một vài câu. Thế xong rồi là em đi về trước. Tối em lại mò sang bên nhà anh họ em xin số điện thoại của anh này. Tức là hai bạn này gặp nhau phát là thích nhau liền. Bạn này cũng thấy bạn này xinh, bạn này cũng thấy bạn này đẹp trai. Cơ duyên tiền định rồi. Nhưng mà câu chuyện nó cách đây bao nhiêu năm rồi? Năm 2006 ạ. 2006 là cũng mười mấy năm rồi. Dạ vâng. 18 năm rồi. Đúng không? Đấy. Được gái đẹp xin điện thoại lúc đó tâm trạng sao? Lúc đó thì thật ra thì em cũng đã ngắm rồi mà nó gọi cho mình như thế mình sướng quá. Em cũng bị bất ngờ. Có số điện thoại thì ai là người chủ động gọi và nói chuyện? Em gọi trước. Em gọi trước em ạ. Alo anh Tuấn Anh à? Em Lê đây. Anh à, Lê nào nhở? Em của anh Dũng đây. Thế là thôi anh Huỳnh Dương luôn. Hai đứa em phải nói chuyện qua điện thoại với nhau, tán nhau phải hàng tháng trời mới gặp nhau. Và gặp nhau thì thời gian đó là em học cấp 3 xong thì em đi xin làm tiếp thị dầu. Thế em mới phát ở chợ ga. Chợ ga thì anh ấy mới gọi cho em. Em bảo em đang ở đâu ấy? Em đang ở chợ ga. Thế anh cũng đang ở chợ ga như này. Thế em mặc áo gì? Em mặc áo vàng. Thế anh mặc áo gì? Anh cũng mặc áo vàng. Thế là thôi hai đứa em đi ra gặp nhau. Gặp nhau xong rồi là anh ấy cũng đi làm cùng em luôn, anh cũng phát cái đi xách những cái gói mà dùng thử ấy, tiếp thị đến khách hàng ấy. Thế là hai đứa em là cứ tung tăng là phát hết cái đấy. Xong rồi về là em bị đổi việc luôn. Em bị đổi việc luôn. Ôi, sao vậy? Sao vậy? Vì cái anh quản lý ở đấy em không có biết là anh ấy có thích em. Thế là anh ấy bảo em là thôi mai không phải đi làm nữa đâu, ở nhà mà đi chơi với người yêu đi. Ủa thì ghét không? Tướng Anh lúc đó coi như là hỗ trợ bạn ấy bằng cách nào? Thì thật ra thì lúc ấy là hai em với cả vợ em yêu nhau thì lúc đó còn trẻ con mà. Trẻ con lúc là hỗ trợ ấy, thì chị nghĩ là lúc ấy gia đình cu mang, còn bạn này thì đi làm thêm thôi mà. Nhưng mà là Tuấn Anh, như là bạn nói là đây là một người mà có nhan sắc, đúng không? Vậy thì là có nhiều cô gái khác theo đuổi anh không? Rồi em sau này thì em có nghe thấy là rất là đào hoa. Thì sau đấy là có điều tra ra là cũng có lén khéo với mấy em. Em theo dõi bằng cách nào? Dạ, em gọi điện là thời gian đầu thì là nghe máy luôn, nhưng thời gian sau thì cứ gọi không nghe, xong một lúc sau mới gọi lại. Kiểu mình giác quan thứ 6 ấy, thế là mình đoán là thế thôi, mình không có chủ động được nữa thì thôi mình chia tay. Bởi vì là cái khung giờ mà anh xuống anh đón em đi chơi ấy là từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối anh chở em về rồi. Chết dở, đi đúng giờ không? Mấy con kia mà ăn cơm thì là tranh thủ con bé này. Tại vì là nhà em là ở vùng đấy nó cũng kiểu quê quê ấy, thế nên là của để dành là chỉ cho đi chơi cái giờ đấy thôi. Giờ đấy coi như không làm gì được, chỉ có giữ gìn thôi. Coi như đi để tinh thần thôi. Đặt chỗ.
Em hồi sợ thật đấy, tính đường, đường tiến rồi đường lui. Thế là em mới buồn quá, em bảo thôi em tắt máy, em thay số điện thoại, em đi học làm nail ấy. Thế là em mới theo bạn em đi về Nam Định để em mở cửa hàng. Coi giờ em không có liên lạc nữa. Em làm thì cứ cuối tuần em về nhà, em về nhà em thăm nhà, thăm bố mẹ. Nhưng mà lúc đó thì Tuấn Anh giáo khi mà thấy đòi chia tay thì lúc em như thế nào? Thì bây giờ thì cũng đã lộ ra rồi. Thì đâm ra thì thôi mình cứ để im thế rồi từ từ nó nguôi cho mình lại lấy lại, gắn lại chứ nó buộc lại. Bây giờ ông chả biết làm sao được cả. Thực ra là ông cũng mệt lắm em ạ. Ông chả ăn uống gì được. Chúng sẽ là ăn thì ông phải đi chơi với em. Hoặc là nếu được ăn chung thì lại tốn tiền em ạ. Mà lại còn không có tiền nữa. Nhưng mà là giữa cô này với các cô kia đó dạ. Cuối cùng Tuấn Anh làm sao để giải quyết hết mấy cái mối kia để mà quay về với cô này? Vì thực tế ra thì là trong tất cả các câu chuyện và khi đến với nhau thì mình sàng lọc được cái người nào mà người ta chân tình với mình thì là lúc đó em sàng lọc. Thế em sàng lọc cái bé này bao nhiêu lâu? Em sàng con này bao nhiêu lâu thì em mới biết nó chân tình với em? Em sàng đến năm 2018 vừa rồi. Là sàng lâu vậy? Tức là mấy năm? Tức là tính em nó cẩn thận, tính em nó hơi cẩn thận. Mà vợ em thì nó hơi kiểu nó hay quên. Em sàng lọc ở đây vừa là câu chuyện vui vừa là câu chuyện thật. Tức là đến năm 2018 vừa rồi là vợ em có bầu đứa thứ ba. Thì bắt đầu em bầu chắc là thật rồi. Bây giờ bắt đầu mới cưới. Thế thôi bắt đầu tổ chức cưới. Tức là ba đứa rồi bắt đầu mới cưới. Nhưng mà cái lúc mà tụi em chia tay thì bao lâu mới là yêu lại? Phải tầm hơn một năm ấy ạ. Hơn năm, bởi vì là ngày hôm đấy em mới đi về nhà em chơi. Đi về nhà em chơi là em mới thay số điện thoại xong không? Thế là tự nhiên em mới thấy cái số lạ gọi điện cho em. Thế là anh Tuấn Anh ơi, bảo sao anh lại biết số của em? Em mới em thay số rồi mà em còn thay thêm mấy số nữa cơ. Anh đang ở nhà, anh vừa xin bố em. À tức là xông thẳng đến nhà em luôn. Thì cũng rất là kiểu cũng là duyên ấy ạ. Khi mà bố em gặp anh này cái bố em kết luôn. Ông già thích uống rượu, em thích uống rượu. Anh làm kết với nhau luôn. Rồi sao em có tha thứ cho anh liền không? Thì bây giờ anh ấy trai mặt quá rồi, bây giờ phải mình đi bao lâu rồi xong anh cứ xuống nhà anh tìm, anh cũng ấy bình thường, ví dụ như một người ta không cần mình thì người ta cũng chẳng đi xuống đi đâu. Bởi vì nhà anh ở trên trung tâm thành phố cơ mà nhà em ở tít dưới quê. Đấy là chắc xuống đây tìm chắc là chân tình rồi. Thế là thôi quay lại luôn. Thế nhưng mà tại sao lại đẻ đến đứa thứ ba nó cưới em rồi em vẫn cứ chấp nhận em đẻ cho anh? Thế anh cũng trêu thế ạ, bởi vì là khi mà bắt đầu mà nhận lời quay lại yêu nhau đấy thì là em có bầu, em có bầu em bé lớn ấy. Thì trong cái lúc mà có bầu thì xuống dặm ngõ rồi thì chú em lại bị mất. Thế đâm ra là nhà có tang là không có tổ chức đám cưới được. Thì sau đấy có bé thứ hai luôn. Thế ở chỗ tôi bây giờ tự nhiên lớn như này rồi, xong cao tuổi này rồi, xong rồi đi tổ chức đám cưới thật ngại quá. Vì lúc đấy là khi mà dặm ngõ thì tất cả mọi người họ hàng ở xung quanh làng ấy là biết hết rồi. Thế mình cũng chẳng có gì là mình ngại cả. Thế nhưng mà sao lại đứa thứ ba thì lại là làm đám cưới? Thì đợt đấy là bọn em là có mấy tin vui một lúc. Khi mà bước bọn em vào Sài Gòn, bọn quyết định vào Sài Gòn bọn em ở đấy. Thì thời gian đó bọn em rất là khó khăn. Thế là hai vợ chồng thì cứ cùng nhau nỗ lực này. Về sau là mua, cái năm đấy là chúng em mua được nhà. Thế xong rồi chúng em lại có một cái em bé mà mệnh hợp với bố mẹ nữa. Thế anh bảo chứ, thôi cưới luôn đi. Cưới luôn đi, quyết định trong tích tắc cưới luôn. Thế là hai vợ chồng đi qua cái chỗ đường Hồ Văn Huê. Thì vợ em nói là đi qua cái đường ấy thì đường ấy chuyên là váy cưới. Thế là có thể đã thì cưới luôn, nó không xem ngày xem giờ gì cả. Thế là mai quyết định phát là bắt đầu lên danh sách, bắt đầu mời khách về Hải Phòng mà cưới luôn, cưới đúng Noel. Vậy là tụi em là cưới nhau là mới, nếu mà tính là cưới tính ra là mới là mới có 6 năm đó đó. Hồi nãy em nói là vào đây là trong cái giai đoạn đó, nó rất là khó khăn. Dạ vâng, rất là khó khăn. Nó khó khăn là như thế nào? Trước đây là em đã vào Sài Gòn em chơi rồi, là em thích cái cuộc sống ở trong này, em thích cái thời tiết ở trong này. Thế là em dụ chồng em vào. Vào thì cái đợt đấy là em nhớ là hai vợ chồng em có đúng 2.3 triệu ở trong túi. Dạ, vé máy bay thì em mua xong hết rồi. Có 2.3 triệu trong túi và bọn em thuê một cái nhà hết 1.7 triệu. Còn em mua đồ dùng với ấy còn đúng còn 50.000. Bọn em mua hộp cơm, 2 hộp cơm không và một con cá, em nhớ rõ là như thế. Thật ra thì trải qua rất là nhiều những cái khó khăn, những cái biến cố ở trong cuộc sống như thế thì bọn em trân trọng cái cuộc bây sống giờ. Bây giờ. Nhưng mà cái giai đoạn đó, cái khó khăn, những cái mà các em phải gặp phải thì nó có ảnh hưởng đến cái đời sống của hai vợ chồng không? Bất đồng quan điểm. Nói chung là để mà vợ chồng em mà cãi nhau về khó khăn, về tiền, về kinh tế thì ít lắm, không có mấy. Chỉ là em có nói chồng em không nghe là ví dụ như đi chơi là phải về sớm, không có được về muộn, không có được đi qua đêm, có được gì. Nhưng mà anh ấy uống nhậu vào, anh ấy đi qua đêm, anh ấy có khi là say quá ngủ nhà bạn nữa, về là giận dỗi nhau thôi. Vợ chồng em là chỉ có mỗi một cái nhà, lúc nào ấy, mà có tiền thì mới cãi nhau. Còn lúc không có tiền là không có cãi nhau cả. Sức đâu mà cãi nữa. Không có tiền thì nhận hai đứa ăn chung hộp cơm. Không mỗi con cá, sức đâu mà cãi. Rồi bây giờ là các em đã cưới nhau coi như là mới 8 năm. Nhưng mà thực chất là ở với nhau là mười mấy năm rồi. Dạ vâng. Thôi giờ qua tới cái phần kia đi. Đúng rồi. Đó. Dạ. Hai vợ chồng cho tới giờ. Tới bây giờ. Dạ. Bây giờ tới thời điểm này nghe dạ. Có những cái tính nào ở vợ bạn cảm thấy chưa hài lòng
em tật xấu của anh. Nếu mà tật xấu của vợ em thì đấy, như vừa rồi em đã chia sẻ rồi. Vợ em nếu mà về giao về một cái công việc gì đó thì vợ em rất là chuẩn chỉ, chăm chú vào cái việc đó, làm cho bằng được thì thôi, làm trọn vẹn thì thôi. Nhưng mà nó chỉ có một cái tật xấu là như này, đi đâu về nó vứt ở đấy, ví dụ đi về cái quần thì nó vứt cái quần ở đây, tức là vứt. Tức đại khái mà em mà tính em nó hơi chỉnh chu, mà em nhìn nó ngứa mắt, nó khó chịu lắm, cảm giác kiểu người bị nó khó chịu lắm. Đâm nên là em bị khó chịu ở đoạn đấy thôi, mỗi cái đấy thôi, chứ nó không có gì khác cả. Cháu nó hơi bừa bộn tí. Vào cái gì nữa không? Cháu Lê có ghen không? Cháu Lê có ghen không? Ôi dồi ôi, ghen thì sao lại không? Phải có cái gì bên sao lại không? Có cái trận ghen nào mà nó ấn tượng không? Ấn tượng, nếu mà trận ghen ấn tượng ghen thì... mà kiểu ghen dở hơi ấy, ghen mà kiểu ghen mộng ấy. Không, đây là ghen thật. À ghen thật. Ghen thật. Ghen thật. Ghen thật. Chắc là cũng phải kể ra chứ à? Phải kể chứ. Không được gì mà không kể. Mấy khi mà không kể. Hôm ấy là lúc vợ em đang có bầu thì hôm ấy đúng là mình cũng là có lỗi thật, là bầu đứa đầu. Thì lúc cái vợ em là ngày mai bắt đầu là đẻ rồi. Lúc đó có say lắng với cả một con bé nhỏ nhỏ chút xíu. Gọi là chỉ là qua đường thôi. Lúc còn vào Bắc đúng không? Vâng, vợ em nó nghe được cái tin đó, thế mà làm sao mà nó lại trèo viện ra thì con bé kia nó gọi điện là tao đang đứng đầu ngõ đây. Thì kia là chứ bây giờ không tiếp. Nó nói mày ra đây. Con kia nhất quyết là nó không ra, thế thôi nó lại về viện nó nằm nó để ngày mai nó đẻ tiếp. Trời mà ơi. Em lại đâu có biết cái chuyện đó đâu, mà lại ở đâu ra là cái thằng em thân của em nó chỉ nhà cái con bé đấy cho vợ em, thế là nó lại chờ vợ em đi đến nhà con bé đấy. Ôi, thằng em đến, thằng em mới tốt. Thằng em mới tốt. Thằng em tốt ngày xưa thì nghĩ là thằng này nó mất dạy. Nhưng để sau nghĩ lại thì nó là thằng tốt. Chứ nếu mà nó không làm cái việc đấy thì có khi là chết dở đấy, chết dở. Bà tức quá, bà không có xả được. Bây giờ còn ghen không? Bây giờ cũng mà đi cả ngày cả đêm, em mà khi nào muốn về thì về, hoặc là say quá ở cô ngủ ở bên nhà anh hay ngủ bên nhà em thì mai về cũng được. Chứ về là kiểu hay bị vui quá là hay bị trêu em, về trêu con. Rồi giờ tới em luôn đó. Nói thằng xấu không? Đấy là say về là bắt đầu là gọi cả nhà dậy vui cùng luôn. Bắt dậy cả nhà ngồi tiếp chuyện luôn. Khi nào phải tiếp xong thì bắt đầu mới cho ngủ. Có nghĩa là đấy là một cái tật xấu mà rất là xấu đấy. Có nghĩa là cả nhà cùng vui đấy. Ông mà vui thì không ai được ngủ. Nhưng mà em có vui không? Ui, em không vui. Vui là biết không vui. Ôi giời ơi. Đi làm cả ngày về rồi mệt, sau chỉ muốn ngủ ngon thôi. Thế là bắt dậy nghe chuyện. Xong mà con đang ngủ bắt chuyện dậy. Yêu bố không? Khi nào nó phải trả lời yêu bố thì mới cho nó ngủ tiếp. Trời ơi, thôi nghiệp mấy đứa nhỏ. Dạ vâng, đúng rồi, cho nên là bây giờ chỉ có mỗi một đứa theo mẹ nó ngủ. Mẹ nó hai đứa lớn, nó cứ hỏi nó nhiều, nó sang bà nó ngủ. Lắm hôm mà say quá thằng bé là thôi mẹ thôi, cứ con sang bên bà ngủ nhá. Thôi con sang đi. Thì bà biết bố nó sắp về. Thế con nóng tính không? Dạ có nóng tính. Thế nhưng mà ngày xưa ấy là khi nóng tính là em hay cãi lại. Em bây giờ em có một lần em cãi nhiều quá mà cầm cái điện thoại mới của em ném vào cái tivi, thế là vỡ cả mẹ cả con không có tivi xem. Thế từ đấy là thôi không dốt được, không cãi nữa. Điện thoại có hỏng không? Hỏng luôn. Thế xong cuối cùng ai mua hai món đó lại? Cuối cùng thì ông phải tự bỏ tiền, ông sửa, ông cũng tự mua tivi luôn. Và ông sửa luôn. Thế là ngân khố nhà mình cũng bị lõm. Thì thế thì bây giờ tiền mình cầm rồi, ông rút ra mua thì khác gì, mình phải bỏ thôi. Nguồn này cũng tại do mình trước. Thì bây giờ ông nóng thì thôi, mấy bạn con chở nhau đi chơi, tự ông ở nhà ông làm gì ông làm. Nóng tính. Vợ chồng em là lầy. bị khác. Đâm là nói chuyện nó không có hợp. Yêu thương nhau thì rất yêu thương nhau, mà khi nói chuyện là không hợp. Ví dụ như là em đang nhờ chị Hồng Vân chừa là chị bảo vợ em là mua cái bó hoa này đi, rất là đẹp. Thì chị bảo vợ em phát là vợ em nó mua ngay. Nhưng em bảo vợ ơi bó hoa đẹp lên. Thôi ông ơi, cái bó hoa này mà ông bảo đẹp thế mình cú đấy, có chỗ đấy tất nhiên có ghen không? Đúng rồi đó, đó vợ là diễn không? Viên thế là đi đóng phim thì ông có ghen không? Trời, đầu tiên cũng ghen lắm, cũng không đồng ý cho em đi. Nhưng mà thật em thì có những cái đoạn chồng em thì được cái Khoa nói, ví dụ em mà đi đến cái đoàn này em làm việc cùng chẳng hạn thì bà em cũng quen rồi em dẫn chồng em đi. Vì ví dụ như là trong cái lúc mà mọi người nghỉ ngơi chẳng hạn, hoặc là cái ngày mà mọi người off ấy, em rủ về nhà em, hoặc là rủ mọi người đi nhậu thì chồng em đi cùng, chồng em đi cùng và chồng em nói chuyện giao tiếp với mọi người, mà mọi người quý chồng em hơn em luôn. Rồi thôi bây giờ em mong muốn Tướng Anh thay đổi điều gì? Em mong muốn bây giờ thì chồng em là bớt nhậu đi này, rồi bớt về nhà gọi vợ lúc cái sai, gọi phiền gia đình cái lúc lấy đấy này được. Dạ bớt thôi, một mình vui thôi, đừng có bắt cả nhà cùng vui nữa. Cho các cháu nó ngủ là chỉ vậy thôi. Vâng, chứ còn... Thế Tướng Anh thì muốn lên thay đổi điều gì? Em thì mỗi cái này em chỉnh chu thôi, là cứ làm sao mà giờ thật sự là gọn gàng. Từ cái nhà, cái cửa, bao nhiêu cái quần, cái áo làm sao xếp nó ngăn nắp vào đại khái, đi về để đúng chỗ vào thế là được đấy. Đừng bừa bộn, em chỉ mỗi cái đấy thôi. Với em thì bận con cái, nhiều khi thì cứ một ngày không biết bao nhiêu câu mẹ ơi mẹ ơi, thế đang làm này thì tự nhiên con gọi cái lại thôi vất đấy đi ra đây, thì đâm ra là nhiều khi cũng quên. Thì ai gọn gàng hơn thì người phải làm nhiều ấy. Nhưng mà thường em đi quay như thế thì con là cháu ở nhà với em được cái là có cả bà nội bà ngoại hỗ trợ.
Ôi giời, thế thì dạ, sướng quá. À, chúc mừng hai vợ chồng Tuấn dạ, Anh với Lê nha. Dạ. Cái giai đoạn vào trong này thì có rất là nhiều những khó khăn. Dạ. Thậm chí là có những lúc bế tắc rất dạ, là nhiều. Nhưng cuối cùng là hai vợ chồng đã có được một cái kết cục rất là viên mãn. Dạ. Thôi cảm ơn hai đứa nhé. Dạ, vâng. Thì cử nhân chương trình này chị cũng xin gửi lời cảm ơn hai chị nội ngoại nhé. Dạ. Để hai chị nội ngoại cố gắng làm sao mà đoàn kết với nhau để hỗ trợ các con với lại là yêu thương các cháu nhé. Dạ, vâng. À, xin cảm ơn Tuấn dạ, vâng, Anh. Dạ, vâng. Xin cảm ơn anh. Hai vợ chồng rất là tươi, mặc dù thời gian rất là lâu đó nhưng mà vẫn tươi tắn. Đợi rất lâu nhưng mà vẫn tươi tắn đúng không? Dạ. Rồi mời hai bạn tự giới thiệu về chính mình. Dạ em xin phép chào chị Hồng Vân. Bây giờ mình nói lớn lên nha, hai ba lớn hết. Dạ em xin phép chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận, chào quý vị khán giả. Em tên là Phúc, em sinh năm 92, năm nay em 30 tuổi. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng của một công ty bất động sản. Em ở quận mấy Phúc? Dạ hiện tại hai vợ chồng em đang ở Bình Thạnh. Bình Thạnh. Dạ. Rồi mời cô dâu với nụ cười tươi trẻ. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, anh Quốc Thịnh và quý vị xem đài. Em là Bích Hằng, năm nay em hơn chồng em 1 tuổi. Là em đang là quản lý của một ngân hàng ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Quản lý ngân hàng hả? Dạ đúng rồi. Wow. Mấy tuần liên tục hình như là cặp nào cũng có chồng hoặc vợ làm ngân hàng hết chị. Đúng rồi. Hay hết chị hả? Wow. Bây giờ rất muốn biết là hai vợ chồng em coi như là trước đây là quen nhau như thế nào, rồi lần đầu tiên gặp gỡ nhau rồi có ấn tượng gì về nhau nào, chia sẻ cho anh nghe đi. Dạ, chắc cái này để em chia sẻ trước. Mời Phúc. Dạ thì hai vợ chồng em thì quen nhau cái duyên đó là do ban đầu hai chồng cùng là vào làm ở một chi nhánh của ngân hàng. Thì vợ em là vào trước em 6 tháng, thì sau đó thì em mới vào làm. Rồi ban đầu thì chỉ là va chạm về công việc thôi, do em là kiểu nhân viên mới thì em thì làm ở phòng giao dịch, còn vợ em thì làm ở chi nhánh. Nên là mấy đợt mà mình đi bên em thì cái quy trình tụi em làm thì mình sẽ luân chuyển hồ sơ lên cho chi nhánh. Thì mấy lần luân chuyển thì em hay thiếu những cái phiếu, gọi bên em gọi là phiếu luân chuyển, thì hay qua xin chị này. Tại vì chị này mà đầu tiên tụi em ấn tượng nhất là chị này thì rất là vui vẻ, hòa đồng với nhiệt tình. Nên là nhìn cái mặt là biết rồi. Dạ, nhân viên mới nên là mình cũng thấy ai sợ lỡ thì mình nhờ trước. Mà nhờ nhiều quá thì bị chê, bị trách. Nhưng mà xin chị có chê không? Ai sợ lỗi hả thì là mình nhờ. Dạ. Nhưng mà lợi dụng cái việc đó nhờ hoài cái là bây giờ bị mất điểm với chị. Dạ. Đúng không em? Chính xác luôn á. Nhưng mà lúc đó thì sao? Xưng hô bằng chị em hả? Hồi đó là vào là còn gọi là chị. Và tại vì nhân viên vào sau mà, vào sau người ta 6 tháng. Dạ. Thì vô mà người ta lại làm ở trên gọi là chi nhánh, là nếu mà nếu vai vế đó là cái người ta hơn bạn này. Nhưng mà lúc đó biết tuổi chưa? Dạ biết rồi ạ. Dạ. Cũng một phần là lớn tuổi hơn mình nữa. Dạ. Đúng không? Rồi sao nè, không ưa rồi sao lại có sự kết nối lâu dài? Không, thực ra thì ấn tượng ban đầu của em với bạn này thì bạn cũng còn mới vào mà thấy nhiệt tình thì mình cũng quý. Nhưng mà mình kiểu hoài á, cứ xin hoài một cái một tờ thôi. Có nghĩa là thấy là bạn cũng không có nhớ á. Cho nên là mấy lần sau thì mình bị quạo. Rồi quạo thì thấy ảnh lủi đi xin người khác. Nhưng mà anh hỏi thiệt nha. Dạ. Với cái ngoại hình của Phúc như vậy á thì ban đầu nhìn Phúc em có cảm tình với bạn ấy không? Dạ thực sự ban đầu là em không có cảm tình, tại vì ngày xưa ảnh gầy á, ảnh gầy lắm, ảnh có hình như có hơn 40, hơn khoảng hơn 45 kg thôi. Trời ơi, cao gầy mà 45 kg là nhìn giống như que củi á. Dạ. Đặc như là cái tâm xỉ răng đấy. Em định nói á. Ốm hả? À. Rồi nhưng mà còn Phúc thì sao? Về cái ngoại hình của cô ấy lúc đó như thế nào? Nếu mà ấn tượng ban đầu thì em chỉ ấn tượng là tính tình vui vẻ, còn về ngoại hình hồi đó là gọi là em hơi chê. Tại vì đó là vợ em cũng ốm nên là ấn tượng ban đầu mà nói hơi thô tí là nói sâu người giống như bị suy dinh dưỡng vậy đó. Lại thêm nữa là vợ em là có bệnh mãn tính là bệnh vẩy nến á, nên là thời gian mà đi làm thường là hay tay chân rồi nó sẽ bị nổi những cái, nên nhìn nó hơi lượm thượm. Rồi chân cẳng thì một phần là do hơi hậu đậu nên chân cẳng lúc nào cũng té, rồi va chạm nên si cà que lúc nào cũng đi ngắt. Trời ơi vậy đó hả? Dạ. Lúc em bao nhiêu ký? Hồi đó là em khoảng 30 kg á. Trời ơi luôn chơi lịch. Ba mấy ký bên trên, ta 4 mấy ký. Trời đất ơi, hai cái tâm xỉa răng gặp nhau. Đó. Cái này cái tâm tre, còn cái kia cái tâm trúc. À. Ủa nói nghe nè, mấy lần mà có như té lên té xuống, có lần nào em đỡ chị ấy không? Dạ không, ý là mấy đợt té tại vợ em hồi trước là tụi em đều làm ở kinh doanh nên là hay đi kiểu đi ra ngoài gặp khách hàng rồi kiểu gấp gáp á, thì vợ em mình đã có mấy đợt là bị té xe, té kiểu ngoài đường. Rồi bà tự đi, rồi bà tự si cà que bà đi vô. Dạ. Thì mất điểm trong mắt anh này. Bà vừa ốm á mà bả lại si cà que nữa. Có 33 kg hả? Rồi bả lại nhìn người ta với ánh mắt không thiện cảm nữa. Ủa chị sao ngộ ta? Hai đứa bạn ấy không có thiện cảm với nhau ban đầu thì sao mà lại có người yêu đương sao ta? Chắc có lẽ là cùng chung một loài tâm. Đúng không? Cho nên là sẽ đến với nhau mà thôi. Đồng cảm với nhau về sự gầy gò. Đó. Hôm hem. Rồi giờ sao? Sao mà có cảm tình rồi? Từ lúc nào hai đứa thích nhau? Ai cua ai nè?
Dạ, thực ra thì đầu tiên là không thích thật, nhưng mà tự nhiên trong một cái lần mà mình họp á, họp trong phòng ban với nhau thì lại thấy bạn này bạn kiểu như là một người mới, mà cái cách bạn nói chuyện á, tự nhiên không biết sao giữa có rất là nhiều nam nha, tại vì ở hồi thời điểm đó thì chi nhánh em nữ ít, nam rất là nhiều, từ phòng về cho đến chi nhánh là nam rất là nhiều. Nhưng mà tự nhiên cái cách mà bạn nói chuyện nè, bạn báo cáo hay bạn trình bày một cái vấn đề gì, mình cảm thấy giống như là đằng sau bạn có một cái hào quang gì đó. Ừ. Mình là để ý. Sự uyên bác đúng không? Ừ. Một cái sự mà cuốn hút khi mà anh diễn giải, năng lượng, đúng không? Đúng không? Dạ, cái đó thì do vợ em cảm nhận chứ em cũng không biết. Nhưng mà có biết cái chuyện là cái lúc mình nói là vợ thấy hào quang không? Tại vì cũng một phần là tính của em, khi mà những cái vấn đề gì trước khi em nói thì em sẽ có suy nghĩ trước, nên thường em sẽ nói các vấn đề nó khá là suôn sẻ, chắc cái suôn sẻ thì có thể là vợ em sẽ cảm nhận được cái lúc đó. Nhưng mà cảm nhận như là vợ cua chồng hay chồng cua vợ đó. Dạ, cái này thì nói về tán thì em là người tán vợ em, nhưng mà cua thì vợ em cua em. Tại sao em không có cảm tình với vợ mà em lại cua vợ? Dạ không phải là vợ em cua em, nhưng mà vợ cua chồng là... rồi chồng tán vợ. Dạ. Thì bởi vì em tán qua tán lại, cua qua cua lại. Ví dụ như vậy nè, nó có một cái điểm, ví dụ như vợ nhìn thấy chồng cái lúc mà present, lúc mà trình bày đó thì thấy ô, lại có một cái gì, cái hào quang nó tỏa ra, một người đàn ông năng lượng. Vậy thì cái điểm nào ở vợ mà em lại thích và em lại tán vợ? Em chỉ thích vợ em ở một điểm là vợ em nhìn một người rất là năng lượng và tích cực. Ngay cả bây giờ người ngoài mà nhìn vào vợ em cũng thấy là, tại vì vợ em bản chất hiện tại là vợ em vẫn làm sale, sale của mảng ngân hàng. Mà sợ lợi đúng không? Dạ đúng rồi, tươi nên á. Là ở mảng sale mà mình là người mới và mình nhìn những người đó, và giai đoạn đó là vợ em cũng là một người bán hàng khá là xuất sắc ở chi nhánh, nên là mình càng ngưỡng mộ nữa. Còn ấn tượng ban đầu thì tụi em gọi là ấn tượng cũng gọi là không quá tốt về nhau, nhưng cũng không đến thôi là xấu. Và bây giờ nè, bây giờ cổ cua em sao? Dạ ban đầu thì nhắn tin thường xuyên, rồi mới đầu là em cũng hơi nghi rồi, và mình cũng từ chối khéo, tại vì lúc đó tụi em mới ra trường nên cũng chưa có xác định là sẽ quen nữa. Với thêm là tâm lý chắc kiểu của con trai hay là đàn ông là kiểu phải thành đạt thì mình mới nghĩ đi sao. Dạ nhắn tin mới đầu thì cũng hỏi thăm sơ sơ thôi, rồi sau đó thì cũng nói những câu tình cảm, rồi có khi nhắn tin mà tới 11-12 giờ, có khi tới 3-4 giờ khuya luôn, mà mình đã nói khéo là giờ em thì hiện tại cũng chưa em muốn ngủ quá chị ơi. Với lại dạ không em nhắn nhiều. Dạ em cũng không nói đến nói là trực diện, nhưng mà cũng nói khéo là bây giờ thứ nhất là mình không xác định là không yêu ai và không thích ai, nên là cùng với thứ hai là cũng trễ quá rồi thì mình đi ngủ đi, mà cứ nhất quyết là nhắn qua. Mình thì lại sợ lỡ là trời, giờ mình còn đang nhờ vả mà người ta ở chi nhánh người ta vô trước mình, mà mình nói thẳng thừng quá nhiều khi sau này lên nhờ không được. Đúng rồi. Rồi có nghĩa là đêm đó chắc nói chuyện tới sáng luôn á, đúng không? Dạ nói chuyện tới 4 giờ sáng rồi. Hồi sáng có đi làm không? Dạ đi làm, rồi sao cả em, lúc mà em bị như vậy em có cảm giác là bạn này bạn đương muốn từ chối khéo mình không? Dạ biết. Tâm trạng em biết sao? Tại vì thực ra là em cũng tính là kiểu là tán chơi bạn này thôi. Tại vì mình thấy tự nhiên mình thấy có một ấn tượng thì mình tán chơi thôi. Vì cũng có một cái chuyện buồn trong giai đoạn đó, mình nghĩ là thôi mình phải có một cái nguồn năng lượng mới, thì mình thấy bạn này nó hợp với cái nguồn năng lượng cho mình thì mình tán. Nhưng mà mình cứ nhắn tin cho bạn thì bạn cũng kiểu nói chuyện chị em khéo khéo thôi. Rồi đỉnh điểm một là cái chỗ mà 3 giờ sáng nhắn tin thì bạn từ chối khéo một cái, là giống như em kiểu em rất quý chị nhưng mà em chỉ nhắn tin và muốn làm việc trong công việc thôi. Còn em chưa nghĩ gì về sự xa hơn. Mình thấy mình quê lần một rồi. Xong rồi tới lần hai là có một lần kiểu hai chị em tính là thôi hẹn nhau đi coi phim. Thì em hẹn nhau đi coi phim, 4 giờ chiều đi coi phim. Thì mình kiểu hồi đó cái vẻ ngoài của em không có như bây giờ. Hồi đó thì em bây giờ là em hết 85% bệnh rồi. Hồi đó một cái sự chăm chút của một người phụ nữ trong giai đoạn đó là cực kỳ quan trọng với em. Em dành cả 2 tiếng đồng hồ với một người kinh doanh như em, một người không coi trọng vẻ ngoài nhiều, mà em 2 tiếng đồng hồ em chăm chút. Thì tới 4 giờ chiều em gọi điện thoại là không hề liên lạc được. Cho tới 7-8 giờ tối cho leo cây. Dạ đúng rồi, sau này thì em mới biết là bạn đi nhậu mà bạn kiểu bạn uống không nhiều á, nên là bạn bị xỉn mà bạn ngủ quên á. Có nghĩa là một lần thứ hai đó nữa xong là coi như ok rồi. Đó là quá ngưỡng chịu đựng của mình rồi. Cho nên là mình không có tiếp tục nữa. Thì bạn lại quay xe ngược lại. Tức là đó, rồi bây giờ là bạn tán em sao? Anh kể đi. Đến lúc mà bạn tán sau khi mà em phát hiện ra như vậy thì em là một người cực kỳ kiên trì. Có nghĩa là có một vấn đề gì em kiên trì lắm, nhưng mà khi em đã quyết định rồi thì em một phát rất là thẳng thắn, rất là rõ ràng. Rồi bạn ấy nhưng mà bạn ấy lại quay ngược lại thì bạn bắt đầu nhắn tin nhiều hơn, rồi có người giống như là đã gieo thương nhớ và thường xuyên, rồi tự nhiên một ngày đó mình không nhắn tin nữa, cái mình không có liên lạc nhiều nữa thì bắt đầu lại thấy nhớ rồi lại nhắn tin lại. Nhưng mà anh hỏi này, tại sao cái nguyên nhân nào mà em lại có suy nghĩ và em quay lại em cô chị? Cái đó thì đến bây giờ thì em cũng cảm thấy nó hơi khó nói, và mình cũng không biết là tại vì giai đoạn đó giống như là cũng mấy tháng trời là vợ em là cứ thường xuyên là giống như là ngày nào cũng nhắn tin và ngày nào cũng rủ nhau đi ăn đi chơi, rồi sau đó tự nhiên bẵng đi một thời gian là tự nhiên là không thấy tâm hơi gì đâu. Cái tự nhiên mình cảm thấy sao nó hơi khác,
lạ. Thì ban đầu là mình cũng xuất phát là em cảm thấy em có lỗi tại vì mình cũng hẹn với người ta, rồi sau đó là cũng bắt đầu xin lỗi rồi hẹn đi ăn lại, nhưng mà cứ từ chối cũng một hai lần á. Rồi về sau thì có một lần đi thì bắt đầu mới nói chuyện với nhau, tại ban đầu là vợ em cũng không biết là do bữa đó em xỉn, tại vì em cứ nghĩ là chắc thằng bé này nó không thông thích mình nên nó cố tình cho mình leo cây thôi. Dạ, nên là về sau thì bắt đầu giải tỏa được cái đó. Dạ, sau hai đứa quyết định yêu nhau đúng không? Sau dạ. khi mà em cua lại quyết định yêu nhau. Dạ, cũng rồi bắt đầu bao giờ thì em phát hiện là vợ em bị bệnh vẩy nến? Dạ, bệnh vẩy nến là từ lúc tụi em vào lúc đi làm là đã thấy rồi đúng không? Là em đã biết rồi và em không care gì cái chuyện đó cả. Tức là hồi đó là có bao giờ có lấn cấn cái chuyện là tại bà bị cái bệnh đó mà mình ngại mình không quen bà không? Dạ không. Tại vì cũng một phần là gia đình của em thì từ nhỏ là gia đình của em thuộc dạng là khó khăn, nên là những cái mà thí dụ là kỳ thị hay là gì thì em đã trải qua rồi, nên là ban đầu em cảm thấy với vợ em là em có sự đồng cảm nhiều hơn. Nên là chưa có bao giờ mà em cảm thấy mình quá khe về mình ngại đó. Cái đó đúng không? Dạ. Ừ, vậy là quá tốt. Thế còn em thì là em có ngại hay có mặc cảm vì khi mà bây giờ mình quen, lúc đó mình mới tìm hiểu ảnh rồi mình lại mắc phải cái bệnh đó? Thì thường cái bệnh đó thì anh nghĩ là cần phải thoa thuốc rồi dạ, ban đêm thì phải hơi nóng và phải cạo cái lớp vẩy đúng không? Em chia sẻ chút xíu về cái thời gian đó. À, em thật ra là lúc đầu em cũng bị á, chứ không phải có là bản thân bạn cũng có chứ không phải không có đâu. Bạn cũng có những cái ngại đó, chồng em cũng có những cái ngại á, tại vì mặc dù mình không có gì nhưng mà những người xung quanh á, đặc biệt là con mình cũng hiểu thôi, tại vì họ đằng sau anh ấy còn là cả một gia đình ngoại nữa. Thời điểm đó tụi em chưa có về nhà nhau. Và trước khi mà tới với anh thì mình cũng có quen, nói chung em cũng có quen nhiều người, thì cơ bản là mình hiểu được, và mình phụ nữ mà mình không có vẻ ngoài, không cần đẹp, nhưng mà cái vẻ ngoài của mình thời điểm đó nó quá, có nghĩa là nó hiện rõ lên luôn. Còn là cái móng tay của em nó chỉ còn một nửa móng thôi, chân cũng vậy, và nhìn bên ngoài là chỉ có cái khuôn mặt thôi. Tại vì nó sẽ bị lan vẩy ra cả nếu không biết cái này. Nên là nói không có cả không có mặc cảm hay không thể nào có. Có em. Dạ đúng rồi. Nhưng mà thực ra là bây giờ là tất cả mọi thứ mình đã vượt qua hết rồi. Dạ. Bây giờ nhìn cô gái quá là xinh xắn. Đâu đưa tay anh coi. Trời ơi, mấy cái móng tay nó đẹp hết sức luôn chị. Hết rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Em chữa hết rồi đúng không? À, em đang hết được 90% bệnh rồi. Dạ. Dạ. Nhưng mà từ khi nào mà em chữa? Dạ, sau khi lấy anh này. Ồ, thì là chồng dắt đi chữa hay là sao? Cái bệnh này của em thì bây giờ là đã có một cái phương pháp chữa bệnh mới. Nó sẽ hơi tốn kém một tí, nhưng mà em chia sẻ đi, nhiều khi em để có những đang sử dụng phương pháp là tiêm thuốc sinh học của Bệnh viện Da Liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Có nghĩa là cái bệnh này thì thực ra trước đây thì nó không có. Và cái bệnh này nó khá tốn kém vì nó sẽ phải tiêm suốt đời. Và tiêm liên tục mỗi tháng một lần. Dạ, thời điểm mà em bắt đầu tiêm là từ tháng 7 năm 2021. Là bệnh viện Da Liễu Sài Gòn mình đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi. Đó thì thật ra nhưng mới... mà tốn kém là như thế nào, em có thể chi phí đấy. Để mà bỏ ra thì khoảng gần 10 triệu một tháng. Gần 10 triệu một tháng rồi. Nhưng bây giờ là em hết 90% rồi. Dạ đúng rồi. Và tức là sau khi mình hết 100% thì mình vẫn phải tiêm. Dạ đúng rồi. Tiêm suốt đời đúng không? Đó, như vậy thì hoàn toàn căn bệnh này có thể chữa được nha mọi người. Cái chi phí chắc là 10 triệu nhưng mà sau này chắc cái giá thành sẽ giảm lại chị. Yên càng tâm. Ngày sẽ càng giảm xuống đó. Cho nên là mọi người cứ yên tâm về cái căn bệnh này đã không có thuốc trị rồi ạ. Đến khi nào thì mới thay đổi cái xưng hô Nga Phúc? Kể cho anh nghe đi cái đoạn đó. Nếu mà hai đứa chính thức mà gọi là quen nhau thì cách tại vì thường tụi em xác mốc định cái mốc thời điểm thì khoảng là ngày 5 tháng 3 của 2015 là bắt đầu hai đứa chính thức là bạn này có ấn tượng với em. Rồi sau đó là cũng qua nhiều cái lần mà giống như tụi em vừa kể thì tới tháng 5 là tụi em bắt đầu chính thức là quen. Nhưng mà ban đầu thì em vẫn, tại vì thứ nhất là bạn này lớn tuổi hơn nên là ban đầu tụi em chỉ xưng tên thôi. Rồi sau từ từ vài tháng sau rồi bạn này bắt đầu ra yêu cầu bây giờ là nếu không xưng anh em thì thôi không quen. Đó thì từ từ tụi em bắt đầu mới thay đổi. Như vậy là tụi em quen bao nhiêu lâu và kết hôn được bao lâu rồi? Dạ tụi em kết hôn thì tới bây giờ là được hơn 4 năm, gần 5 năm. Thì cũng nhân kỷ niệm là tụi em gần 5 năm kết hôn thì mới đăng ký tham gia chương trình. Còn quen thì trước đó tụi em quen 2 năm rồi bắt đầu mới có nghĩa là được gần 7 năm đó. Gần 5 năm, 7 năm. Và bây giờ là chưa có em bé đúng không? Dạ chưa. Sao chị biết hay vậy? Hả? Tại vì thấy còn son quá, hiểu không? Hay quá. Đôi mắt này có thể nhìn vợ không? Người ta mà biết ta son hay không son à? Đó cho nên là thấy là có vẻ như là tại vì á lâu lâu á bạn vợ nhìn Bin với lại bạn chồng nhìn ông mụ của tôi với một ánh mắt mà giống như là trời, hay quá. Một cái sự mà gọi là anh ơi em rất cần anh. Trời hay quá. Và anh ơi em rất cần anh lúc này đó. Trời nói giống như đi guốc cho bụng ta. Giống như là mình đi vào trong sâu thẳm của đôi mắt người ta vậy đó. Quá hay. Đúng nhưng không? Mà hai vợ chồng có muốn có con chưa? Không? Dạ tụi em cũng đang lên kế hoạch cho cuối chương trình nha. Cuối chương trình là một cặp cho tôi. Đang ngứa mồm ngứa miệng quá. Một cặp cho tôi nha. Hai tuần rồi. Sanh một lần một cặp luôn. Cho nó khỏe. Hiểu không? Rồi. Bây giờ quay ngược lại là các bạn đã có thời gian là 2 năm yêu nhau.
Vậy thì trong khoảng thời gian đó cho đến lúc mà các bạn lấy nhau thì cái tình yêu của các bạn nó có những cái va vấp, có những cái rủi ro, có những cái trầy trật gì không? Có nghĩa là có gây lộn không đó, lúc yêu nhau là có gây lộn rồi chia tay chân rồi chặt chân chặt tay rồi chúng nó giận hờn đồ ném đồ chọi đồ rồi rồi này cái nọ đó. Không có drama nhiều thì không nó là ú à là quá nhiều luôn đó. Dạ rất là nhiều. Có những cặp chia tay 1001 lần trời ơi nhiều lắm dạ. Cả ba chồng lẫn ba vợ, mẹ chồng mẹ vợ đều nói thôi tụi mày bỏ nhau cho rầu đi cho đỡ mệt đó. Xong cuối cùng nó huề thuận là cái mẹ chồng hỏi ủa bộ hai đứa đóng kịch drama hả? Đâu có, hai đứa bay đóng phim Hàn Hoàng Quốc hả? Đó rồi sao hai chồng chia tay nhiều không? Nhiều lắm anh, ý là tụi em chia tay nhiều lắm mà tới nỗi mà đồng nghiệp trong cơ quan á, thậm chí là hồi đó là có sếp cũ của em á là và nói là hai đứa bay mà cưới nhau á là ăn đi 1 tháng lương. Có nghĩa là cứ có người cứ đưa một cuộc chơi đi chơi nào hay có gì đó là không có cái chuyện mà hai vợ chồng này mà nó cãi nhau kiểu nó thiếu làm sao á. Nhưng mà vì lý do gì cãi nhau? Tức là những cái gì? Điều nó cực kỳ cơ bản, ví dụ nhiều khi ghen tuông rồi hoặc là anh này thì ảnh nhiều khi bề ngoài nhìn vô người ta nhìn thấy hơi vô tâm á. Nên là em cũng thấy là hơi vô tâm hồi xưa thì em nghĩ là hơi vô tâm, có nghĩa là anh không nhau nói những chuyện đó. Có nghĩa là giống như mình muốn cái điều này mà ảnh cứ không có nói, không có thể hiện ra ngoài. Có cái chuyện nào đại diện vui vui kể nghe chơi? Dạ thì chuyện thì nhiều lắm, tại vì hồi đó một phần là tụi em thấy là hơi khắc khẩu với nhau á, nên vợ em gần như là mỗi ngày tụi em đều giận nhau, nhưng mà chủ yếu là giận thì nó cũng mau lành, có nghĩa là giận thì xíu nói chuyện, giống như mình bận làm mà vợ em nhắn tin không trả lời cái bắt đầu nhắn tin em thấy anh vô tâm quá. Mà có những đợt giống như vợ em là đang stress công việc hay gì đó thì mình cũng không để ý, thì mình đi cuốn theo việc mình làm. Rồi thêm nữa là vợ em phải nói là hơi quá ghen. Ghen đúng không? Dạ. Đúng rồi. Mà cô kia cổ không chịu nhận cổ ghen cho cô, đó là em cảnh báo anh. Cô định không xài chữ ghen cô vợ nha. Tuần trước. Rồi sao? Và thường thì mỗi lần mà giận nhau vậy đó, ai là người chủ động làm lành? Nếu mà quen giận nhau thì tính của em thì thường là nếu mà mình cũng hay xin lỗi trước, nhưng mà em chỉ xin lỗi vậy, giống như là em sẽ xin lỗi mà kiểu tới lần thứ hai thứ ba thôi thì mình cố tình làm lành thôi, mà còn lẫy nữa thì em sẽ bơ luôn. Nhưng bơ luôn thì người này sẽ là cảm thấy thiếu, bắt đầu lại dãy nảy khóc rồi làm trò làm kia để tạo chú ý, thì xong rồi hai đứa nói chuyện với nhau rồi về. Nói chung là tụi em giận nhau thì rất là nhiều nhưng mà là rất là mau làm lành. Cái lần mà giận nhau dài nhất là được mấy ngày? Nếu mà giận nhau dài nhất thì chắc khoảng chỉ có chưa đến 1 tuần. Còn hai đứa là quen nhau 2 năm. Vậy thì ai là người tỏ tình và ai là người đề cập cái chuyện đám cưới? Đám cưới là em. Em là người đề cập đến chuyện đám cưới ạ. Em đề cập cái ổng liền không hay là ổng còn suy nghĩ? Cũng lâu rồi nên hai vợ chồng không nhớ, nhưng mà em thấy nó rất là nhanh. Rất là nhanh và em cũng có một cái kế hoạch trước trong cái việc, tại vì mình làm hay có kế hoạch nên là thực ra trong hôn nhân em cũng có một cái kế hoạch. Tại sao em đề cập? Lo lắng về tuổi tác đâu, hay kế hoạch làm sao? Ví dụ như thực ra là em với anh này đến với nhau là từ những cái sự hiểu lầm á. Có nghĩa là người ta thì hiểu lầm thì người ta chia tay nhau, còn hai vợ chồng là hiểu nhầm nhầm nhau mới tới với nhau. Cụ thể luôn là ví dụ như cái lần mà hai đứa chuẩn bị ý định là chuẩn bị tới đám cưới đám hỏi á, thì có đi ở ngoài. Ở ngoài thì mình cũng đâu có nghĩ là ông chê mình xấu đâu, mà mình nghĩ ủa sao tự nhiên đàn ông với phụ nữ mà ở trong một cái phòng chỉ có hai trai đơn gái chiếc thôi mà không làm gì hết. Người đó rất là chính trực, mình thấy họ chính trực. Em đúng rồi, em thấy ổng chính trực. Còn ổng thì ổng nghĩ là ổng dẫn em về quê á. Về quê ổng á thì thực ra là gia đình hai bên thì cũng không khá giả gì. Để về quê thì ổng nghĩ là trước giờ theo như mẹ chồng em nói là chưa bao giờ dẫn phụ nữ nào về nhà. Thì dẫn em về thì nhiều khi ảnh nghĩ là vợ mà phụ nữ thì sẽ hơi để ý vẻ ngoài này nọ. Nhưng mà em cứ lao vô em nấu ăn rồi mình bắt cá mà mình kiểu ở quê ở miền Tây nữa. Em vô nói bình thường, ở này nghĩ là không, cô này cô không để ý gì hết trơn. Thực ra không phải, em hoạt động đoàn hội phong trào nên mấy cái đó em thấy bình thường. Hai vợ chồng từ những cái bình thường nghĩ như vậy hiểu không, xong rồi tới với nhau sau này bắt đầu mới nói ra mới biết không phải vậy. Ủa nãy có kể cái gì mà không để chị hỏi này, chị tò mò quá. Cái này sao tò mò, có nghĩa là sao vậy, sao có hai đứa trong phòng mà em làm gì đó? Đó đây là tôi cũng định hỏi gì luôn á. Định hỏi gì đó để cho vợ em hiểu lầm em là người nhớ chừng. Ở chung phòng là ở đâu, là ở dưới nhà của em đúng không? Dạ không, đi cái chơi đó là ở chung phòng đó, hình như là tụi em đi chương trình của cơ quan hay sao á, là nên hai đứa ở chung phòng về trễ quá nên là phòng trọ của em thì vẫn về khuya được, chỉ có phòng trọ của vợ em là không về, không về khuya sau 10 giờ được. Nên là vợ em nói là chắc để thuê khách sạn ở, mà thuê khách sạn thì có một mình thì mình cũng sợ, nên là mình mới nói thôi để ở cùng. Thì đó thuê thì kêu thuê 2 phòng thì bà này bà lại không chịu. Sợ ma. Dạ, sợ ma rồi sợ cái gì nữa, đêm rồi ai vô thì nói không sao đâu, kiểu bắt ở chung. Rồi ở chung thì ngủ trên ngủ dưới, nhưng mà xong thì cũng không, nói chung là đêm đó cũng ngủ xong bình thường. Lý do tại sao? Dạ thì vợ em nói đó. Chị đang hỏi em lý do tại sao em lại không làm ăn gì để vợ em hiểu lầm em là người chính trực.
Nó có, ý của vợ em là đó, em chê vợ em nói sao bà này xấu quá nên là đừng có nên dây vào thôi. Dạ. Là em nghĩ vậy hả? Không, ổng nói á, sau này ổng khai ra với em á, ổng nói là thật ra là hồi đó tôi thấy bà, nói chung là quen thì quen nhưng mà tôi cũng chưa có ý định kiểu là chốt chặn cuối cùng nên là tôi phải giữ, sợ đúng không? Giữ không phải tôi có sự giữ sự trong trắng của tôi. Nhưng mà trong mà với em thì em suy nghĩ ông này ông chính trực quá. Đúng rồi đó, chính mở treo miệng mèo mà mèo không ăn. Đúng rồi, đúng rồi đó. Tức là vì những cái hiểu lầm nho nhỏ đó mà họ đến với nhau đó em. Đó. Nhưng mà rõ ràng là nhờ như vậy mà họ mới hạnh phúc. Mà tại sao hạnh phúc là nhờ lựa chọn? Chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Có nghĩa là tụi em tự chọn những cái mà tụi em tưởng như là sự hiểu lầm nho nhỏ như vậy á, nhưng mà đó là do em chọn. Sau này mình mới biết đó là hiểu lầm thôi, đúng không? Nhưng mà thành ra tất cả những chọn lựa đó đều mang lại sự hạnh phúc cho mình, đúng không? Đúng không? Hay. Đó. Nhưng mà sau đó thì em đề cập cái chuyện cưới, ổng không có đồng ý liền. Vậy thì em bằng cái cách nào mà em thuyết phục ổng? Dạ, thật ra là em cũng biết là một phần là từ cái chỗ bệnh của mình á. Thời điểm đó của em nó cũng hơi nặng, tại thường một năm thì bệnh của em nó sẽ trở nặng vào một cái chu kỳ. Thường là chu kỳ vào mùa đông á. Mùa đông là lạnh sẽ chu kỳ đỡ nặng. Dạ. Thì em có đề cập nó là mình cũng, thật ra em cũng lúc đó cũng lớn tuổi rồi. Nên là mong muốn là mình cũng phải an cư để lạc nghiệp kiểu vậy. Thì tuy nhiên á là do dự cho nên em lập một cái kế hoạch là tại vì em thấy anh này là người đàn ông của gia đình mà. Cho nên là người ta sẽ thích kiểu một người phụ nữ mà mang lại cho họ một cái cảm giác gia đình. Cho nên là nguyên tháng trước đó là ngày nào em cũng mang cơm đi làm hết rồi sẽ nấu ăn cho ảnh. Sau khi cưới xong thì hết rồi. Một năm được nấu được vài bữa còn là ảnh nấu hết. Đúng không? Có nghĩa là cuối cùng giờ quay xe lại với em đúng không? Có nghĩa là mà em ngày nào cũng tỏ ra mình là một người nội trợ, một người phụ nữ hoàn hảo đúng không? Dạ. Nấu cơm cho anh ăn đó, còn này kia nọ cho em bị một thói quen đúng không? Dạ. Rồi sau một tháng đó là đề nghị cưới là vô liền. Với lại thêm một cái nữa là chồng em á thì cũng hơi lo ngại một xíu là thời điểm đó thì cũng không phải ai cũng ủng hộ vợ chồng em. Cũng nghĩ là em kiểu em hoạt động nhiều, em cao, có nghĩa là em thường xuyên cao bay xa chạy gì nhiều, đi nhiều thì cái sự mà dành vun vén cho gia đình nó không có. Nên là đúng rồi, nên là họ cũng bàn ra với cũng có một vài người bàn ra với chồng của em. Nhưng mà Phúc vì những cái lời bàn ra đó mà Phúc có bao giờ Phúc bị chao đảo đó, Phúc bị ảnh hưởng bởi những cái điều đó mà chao đảo không? Của em thì lại không, tại vì đúng như vợ em nói, tại vợ em thì là người hướng ngoại, lại hay hoạt động đoàn hội nên sẽ đi rất là nhiều và giao thiệp cũng khá là nhiều. Thì đó ở làm ở phòng em thì gọi là các anh chị đồng nghiệp thì cũng có biết vợ em nên là mọi người cũng góp ý là lưu ý, tại vì đó tính của em lúc mới vào ngân hàng thì em khá là hiền và lành tính nên là mọi người cũng góp ý, nhưng mà mọi người cũng nói rồi truyền tay nhau thì em cũng có kể cho vợ em, nhưng mà em nói là nghe thì biết vậy thôi, thì quan trọng là mình đánh giá về nhau. Còn nếu mà chính xác vì lý do kết hôn thì nó không phải em đẹp như vợ em kể đâu, tại vì một phần là vợ em có lên kế hoạch, chứ một phần là vợ em có sự tự ti về ngoại hình á, nên là đợt đó hình như em nhớ không lầm là vợ em có đi coi bói thì có một người đó mới nói là em là em quen Phúc mà chỉ cưới được năm nay, còn năm nay Phúc không cưới em là vì sao nó không bao giờ nó cưới em đâu. Sống luôn nữa. Dạ, đúng rồi. Càng sợ. Trời ơi, đang sợ là bữa đó là một hai bắt cưới, bây giờ có cưới không, không cưới thì chia tay, mà xong rồi tụi em nói là để anh suy nghĩ, không chịu là về khóc lóc, rồi tối đó là hai vợ chồng hai đứa là chạy xe khắp thành phố luôn, tại vì bà này quýnh quên lên mấy lòng mà giận nhau hay gì là hay đập đồ nữa. Rồi chạy xe rồi đòi tự tử ghê lắm, nhưng mà vì sao em biết là nó toàn là chiêu trò không mà. Trời ơi, có kế hoạch hết mà. Dạ. Trời ơi, có kế hoạch hết rồi. Bà chị chiêu trò. Cái này là làm gọi là làm thêm một cái nghề tay trái là viết kịch bản được. Em có thể làm biên tập viết kịch bản được. Dạ, hồi đó có chị. Tại vì hồi đó vợ em là làm phó chủ tịch hội sinh viên, là hay dựng những cái tiết chương đó. Đúng rồi chị Một ơi. Bởi vậy đó. Này ai. Rồi nó nghe nè, nói chứ là mình trai tân mà đúng không Phúc? Dạ. Mình sợ chứ đúng không? Dạ. Đúng không? Nếu cô ấy có chuyện gì xảy ra thì mình hoàn toàn là người có lỗi. Dạ. Nên phải đồng ý thôi đúng không? Sao chị nhìn em dữ vậy? Chị liên tưởng. Dạ anh em đồng cảm với nha. Tự hồi nên lên trai tân chứ bộ người ta không phải gái tân à. Trời phải, ơi. Nhưng mà con trai người ta yếu đuối hơn rồi. Ở đâu ra ủa trai mình yếu đuối là sao trời? Yếu đuối rồi. Gì lạ lùng vậy trời? Hả? Thì yếu đuối bởi vì mới đồng ý đúng không? Dạ đúng rồi. Ở đây ví dụ mà. Ví dụ. Đó. Vậy là có nghĩa là đám cưới tụi em là đứa nào tỏ tình đứa nào? Dạ. Em tỏ tình vợ hay vợ tỏ tình em? Dạ cũng không có tỏ tình, chỉ có là vợ hỏi là có cưới không, không cưới thì chia tay, nên là hai đứa thôi chốt lại là cưới. Là bây giờ hiện giờ là em chưa có cái tỏ tình với vợ bao giờ đúng không? Dạ đúng. Mà chưa có cầu hôn luôn đó. Dạ. Thôi gì? Bây giờ tính sao đi. Bây giờ cái chuyện không phải, là sao bây giờ phải hỏi cưới nè. Rồi. Rồi cái vụ đám cưới rồi sao? Không có cầu hôn rồi. Thì rồi sao cưới có thôi. Lại cưới? Thì hai đứa chốt cưới thì sắc bầu thông báo với gia đình rồi. Cưới thôi. Còn cái chuyện là còn cái mà mình đang hỏi là cái giống như trong chuyện, trong các drama đó, ví dụ làm vợ anh nhé, marry with me rồi, ví dụ là không có. Không có. Để chút nữa anh sẽ yêu cầu nha. Còn bây giờ mình yêu cầu cái khác đi. Bây giờ mình tới cái phần mà nó đặc sắc, đặc sập nhất đặc của chương trình Vợ Chồng Son. Đặc sản của Vợ Chồng Son đó là 4 năm ở với nhau
Vậy thì có những cái gì mà mình 5 năm đó, 5 năm rồi. 5 năm ha. Chưa hài lòng ở người bạn đời của mình và cần nói ra để cho họ thay đổi không? Hay nôm na ta gọi là tật xấu đó. Đó. Vợ nói chứ. À để em nói trước anh nha. Thứ nhất là chồng em hay càm ràm. Có nghĩa là mình đi làm về đã mệt rồi đúng không? Mà cứ vợ cần phải thế này, vợ cần phải thế kia rồi. Sao mà họ không có nói vợ đâu, vợ chồng đâu, mà em hay với chồng em xưng là bà với tôi. Em mới kêu ý kiến là tại sao vợ chồng không có gọi với nhau anh em mà cứ gọi bà tôi. Trời ơi, không, người ta gọi nhau vợ chồng anh em, còn tôi đưa tên đó chức bà rồi, là qua cao quá rồi. Nên là cứ ý kiến với em là này vợ thế này, vợ thế kia. Nhiều khi mình đi làm về mệt lắm, mình chỉ muốn im lặng bớt để mình xong thôi. Đó là thứ nhất. Thứ hai nữa là hay thả bom. Thả bom. Đó là tốt bụng thôi, kệ nó. Đồng hồ báo thức của em á, buổi sáng sớm là hương vị. Không phải là cái điện thoại mà là cái tiếng thả bom. Có nghĩa là điện thoại có độ chuông và mất mấy giờ, nhưng mà thường là em sẽ không tỉnh. Nhưng mà cái tiếng thả bom nó to hơn rất nhiều so với cái đồng hồ. Tiếng thả bom và mùi hương. Dạ, mùi hương thì em nghe cũng quen rồi, nhưng mà có điều là cái tiếng thả bom, cái tiếng động đó. Dạ đúng rồi. Và một cách thường xuyên, có nghĩa là sáng nào cũng đều hết. Sao em hay vậy? Có đó đáng yêu. Thay cho đồng hồ báo thức. Dạ. Không, nó sẽ không đáng yêu khi mà ví dụ như vợ đang ngủ và chùm chanh lại. Có nghĩa là chùm chanh lại cho vợ thì cái đó là không có đáng yêu tí nào. Tình. Cái đó là khủng khiếp đúng không? Đó là một sự khủng khiếp. Cái đó là thật xấu đó. Dạ. Và cái thứ ba là luôn đi ngược lại những điều vợ muốn. Ví dụ như mà em muốn cái A là thường anh này anh sẽ làm ngược lại. Và em có một cái câu chuyện vui đó là hồi đó hai vợ chồng có một lần giận nhau kinh khủng khiếp luôn á. Có nghĩa là em xếp đồ em bỏ đi. Em sẽ đổi mình đây đi, nhưng mà ý là mình chỉ tính như vậy thôi, chứ thực ra là mình chưa lúc mà đi. Mở đóng cái cửa thì mình cũng cố gắng mình đập cái khóa thật là mạnh mạnh để ở trên lầu người ta nghe được. Thì lần một ảnh sẽ xuống ok xin lỗi vợ thế này kia rồi dỗ dành khóc lóc xong. Lần thứ hai em cũng y chang như vậy luôn, kịch bản hai thì ảnh ngủ luôn, ảnh ngủ luôn và em chờ ở ven sông cầu Trần Khánh Dư chờ tới 12:00 PM cho đến khi nào ổng cho em chừa cái tịch đó thì bắt đầu sau này kể từ đó em không dám làm nữa. Hoặc là ví dụ như hồi xưa em nổi nóng thì em hay cứ luyện đồ đúng không, ổng kêu bây giờ luyện cái gì mà bể hoặc hư cái gì á là đi mua lại cái đó, làm sao em không dám nữa. Có nghĩa là sẽ muốn đi ngược lại những điều mà vợ muốn. Nhưng mà cơ bản là xấu thì xấu với ổng thôi, chứ còn với em thì cũng cải thiện em được rất là nhiều. Ngược lại những điều vợ muốn đúng không? Có khi nào em đọc được một cái câu nào đó trên mạng á, nếu mà muốn làm điều gì đó thành công á, về nhà hỏi vợ, vợ nói một đường mình làm một nẻo thì sẽ thành công. Em có đọc câu đó trên mạng không? Dạ đọc thì có, nhưng mà về cái đó châm ngôn thì em chưa xem nó làm cái đó không, anh không biết có phải châm ngôn không nữa. Cái đó mà làm thử đi rồi á tanh bành té bẹ hết chứ ở đó mà. Dạ thì mình đúng không? Bởi vì anh bởi vì anh không có nói ông bà cái câu đó là phải đối với cái câu mà đồng chồng đồng vợ tát biển đông cũng cạn của ông bà mình đó. Đúng không? Dạ. Rồi trong mấy cái đó thì em muốn chồng thay đổi điều gì? Dạ cái chủ nhất là cái càm ràm. Bớt cái càm ràm đi. Đúng rồi. Vợ phải thế này, vợ phải thế kia rồi này kia nọ. Nhưng mà chị biết sao không? Có nghĩa là tất cả mọi người bên ngoài khi mà nhìn vào vợ chồng em thì đều nghĩ là em giữ với chồng. Có nghĩa là em ăn hiếp và ổng về nhà ngoại là một cái khuôn mặt. Ôi, em là con là bị dụ, con là kia hết vậy. Nhưng mà mọi người đâu có hiểu được là trong mối quan hệ của vợ chồng chị em. Chị hiểu rồi, có một là một người viết kịch bản, còn một người là thể hiện kịch bản. Hiểu không đó? Nhà hai chồng mà đủ hết trơn trọi đó. Trời sao hay quá vậy? Để bữa nào chắc đặt viết kịch bản. Rồi sao? Bây giờ tới em đó. Với em thì gọi là để thay đổi thì cũng không đến nỗi là không, phải yêu cầu thay đổi, nhưng mà về tật xấu thì là nhiều. Đấy, rồi khui đi. Nếu mà xấu nhất thì em gọi là vợ em ghen, gọi là cực kỳ ghen. Tại một phần ghen là thứ nhất là về tính của vợ, thứ hai là về vợ xuất phát từ cái sự tự ti là do bệnh á, nên là từ giai đoạn quen cho tới lúc mà yêu nhau kết hôn thì vẫn là rất cực kỳ ghen. Ghen bền bỉ tới bây giờ luôn. Dạ đúng không? Rồi. Nói chung là em nha, điện thoại là mỗi lần gặp nhau á là đều mượn cớ lấy điện thoại, nói là em để em xem cái này em xem kia, do điện thoại em không có mạng hay điện thoại em hết pin nhá. Nhưng mà đầu tiên là sẽ vô kiểm tra tin nhắn trước hay gì đó là xem. Mà mình để ý là mấy lần mà ví dụ tin nhắn mới mà đến là có người xem thì gần như tin nhắn nó sẽ lên ở trang đầu là mình biết rồi. Là sẽ biết rồi. Về sau mình góp ý nhiều lần á thì nói là về sau không xem điện thoại nữa thì cũng không thấy xem nữa, nhưng mà đợi mình ngủ thì mới lấy xem. Rồi quá dễ sợ, cao tay lắm. Có nghĩa tới giờ có lần nào mà ghen dữ dội không? Dạ có nhiều đợt ghen rất là dữ, giống như lúc mà tụi em mới quen á thì có một đợt hình như là có một bé là làm chung, bạn bị tai nạn xe thì bạn mới gọi điện cho mấy đồng nghiệp trong phòng để ra. Thì đợt đó thì gọi mấy anh chị kia thì mấy anh chị kia lại bận nên là em mới chạy ra hỏi thăm rồi bắt đưa về nhà. Rồi về sau thì mấy anh chị đồng nghiệp mới thấy vậy thì mới hay chọc là trời con bé đó đi với một phút đi đâu mà thấy đầu gối đỏ nghi quá. Bắt đầu bà này về cứ vậy là ghen, tại thêm người mấy anh chị đồng nghiệp mà biết cái tính ghen á nên là người ta lại càng chọc. Dặm mắm dặm muối vô đó. Dạ, người ta cứ thêm mắm thêm muối là nhiều câu chuyện lắm. Rồi đó có giai đoạn là em làm trợ lý giám đốc vùng á,
thì tính mình cũng hơi có sự đồng cảm, nên là đồng nghiệp mà nữ thì người ta là hay chia sẻ. Thì có một đợt là có chị làm về hành chính mà chị gọi chị tâm sự mà hình như là 45 phút là bà này bà ngồi kế bên bà nghe, mà người ta là chị đó cũng lớn tuổi, là bốn mấy tuổi rồi, có con có chồng có con, bình thường mà chị người ta bức xúc rồi mình tâm sự thì mình chỉ nghe thôi, cô không nói ghen. Gì dạ vẫn ghen, xong lên đùng đùng là đập đầu rồi tự tử rồi vậy á. Tại vì biết sao không, gọi điện đó mà lại gọi lúc 11-12 giờ đêm tâm sự, mà thường xuyên liên tục luôn, 11-12 giờ đêm tâm sự. Và thực ra là nếu như mà mình 1-2 lần thì ok không nói, nhưng rất là nhiều lần và gọi 11-12 giờ đêm tâm sự và với tâm sự với rất nhiều người, thì em nghĩ là cái này là một cái bình thường với một người phụ nữ. Ví dụ như là nếu mà bình thường ngày thường không sao đấy, cứ 11-12 giờ đêm cứ khuya tới cái giờ hai vợ chồng chuẩn bị đi ngủ để tâm chia sẻ thì lại đi tâm sự, tâm sự với người khác. Đúng rồi. Ủa nhưng mà bây giờ còn không? Hợp lý, cái đó là đúng hợp rồi, lý. Dạ. Mà bây giờ còn tâm sự. Dạ bây giờ thì ý là tụi em cũng tiết chế, nhưng mà lâu lâu thì cũng có những cái nghĩa là vẫn còn lai rai đúng không? Dạ cũng có, nhưng mà lâu lâu gọi là thôi. Nói chung là ghen, vợ em ghen nhiều lắm, chứ là mình chỉ nhắn tin qua lại thôi. Ghen cái đó là hợp lý, không có chia sẻ đồng cảm kiểu đó được. Trời đất ơi, đi làm suốt một ngày, cái giờ bắt đầu từ cái tầm 10:30 đổ đi đến về sáng là cái giờ đó là giờ vợ và chồng dành cho nhau trên mọi phương diện. Bây giờ tôi biết tại sao chú chưa có con rồi đó. Cái giờ đó là cái giờ đẹp, giờ vàng mà chú đi chú tâm sự, chú sẻ chia cái tinh hoa đầu óc của chú cho người khác, thì hỏi làm sao vợ chú có kết quả được, chú trả lời đi. Thôi khắc phục, bỏ luôn đi. Dạ vì sao thì cũng tâm sự buổi trưa đi. Hay gì 11 giờ tối bây giờ mình chuyển qua tâm sự buổi trưa đi. Nhưng mà cũng không được, có nghĩa là vợ em mà biết là em nói chuyện với ai, về là kiểm tra điện thoại mà thấy trên đó là có cuộc gọi với ai mà dài quá, mà thí dụ 2-3 phút thì còn đỡ, mà 5-10 phút khỏi là công việc gì đâu mà trao đổi nhiều quá. Hay là đồng nghiệp, hay em đi gặp đối tác, hay nói chuyện hẹn đi ăn, hỏi nam hay nữ, nữ hả, nữ thì kêu tôi đi theo, không thôi kêu thêm đứa nào đi thì mới được nha, không thôi thì ở nhà. Vậy bây giờ giải quyết làm sao chứ, lại để chuyện ghen này hoài. Nói tiếp đi, còn ghen còn tật xấu nhiều tật khác nữa. Tật xấu thứ hai là nó sẽ liên quan với cái tính càm ràm của em, là vợ em nó hơi bừa bộn. Trời, về phụ nữ mà giống như đi làm là về giống như xỉa răng hay rái tay hay là chải tóc là cứ quan tâm xỉa răng khắp nhà trên bàn, hay là về thay đồ là vắt dắt đầy cầu thang vậy đó. Vậy là không được, vậy là không được, không được. Rồi. Làm Phúc là người đi thu dọn. Dạ tụi em đi thu dọn, nhưng mà thu dọn thì em sẽ càm ràm nói là sao làm gì cứ đụng đâu bỏ đó rồi bừa bộn. Rồi có giai đoạn là em phải dùng biện pháp mạnh là thôi giờ mình đánh vào thu nhập. Là em mua một con heo. Em nói là bây giờ mỗi lần mà tôi bắt vi phạm đó là nộp cho tôi 50.000 bỏ vào ống heo, cuối năm khui ra để lấy tiền đó, thí dụ mình đi làm từ thiện hay là mua sắm gì đó. Xong rồi vợ em đầu tiên cũng nói tự tin, ok em sẽ khắc phục, không bao giờ lấy được tiền đâu. Xong có giai đoạn là bắt được một lỗi kêu đóng 50.000 thì không đóng, xong rồi ngồi mỉa mai là làm kiểu làm thiếu uy tín nữa, xong rồi bực mình đóng luôn 500.000 cho con heo. Dạ đúng rồi, quá ngon, em tưởng quá ngon để được bừa bộn bộn 10 lần. Dạ đúng rồi, để được bừa bộn giống như đã cái tính đó. Nhưng mà qua bữa sau là mỗi ống heo ra 500.000 lúc nào không hay. Dạ bóc ra luôn. Dạ bóc ra luôn. Trời ơi dễ sợ quá. Bây giờ nhà bả mà. Dạ. Nhà bả heo của bả mà bả muốn moi giờ nào bả moi. Bảo giờ còn bề bộn không? Dạ vẫn còn, tại một tuần sau là con heo đó mất rồi. Dạ em không biết con heo đó giờ nằm đâu luôn. Chắc đi vô lò heo rồi. Dạ. Ủa rồi còn gì nữa không? Ủa nhưng mà vậy thì tiền bạc là sao? Ai đi giữ? Rồi tính toán chi li thì sao? Nhắc cái vụ tiền bạc nữa, đó là một cái điều kiện lúc hai vợ chồng lấy nhau á. Có nghĩa là hai vợ chồng lấy nhau thì thường là mấy chị hoặc là gia đình em nói là thường là vợ sẽ là người giữ tiền, nhưng mà tại em thì em cũng hay đi hướng ngoại bên ngoài, cho nên là khi mà lấy nhau thì em đầu tiên em đề nghị là vợ sẽ là người giữ, nhưng mà anh ấy thì anh nói là bây giờ tiền của ai thì người đó giữ, tại vì anh cũng quen trong gia đình là anh chủ tự chủ á, với làm ngân hàng quen. Dạ, rồi đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng làm cũng quen rồi. Thì ban đầu là, nhưng mà em cũng có nghe mấy anh chị hoặc là những người đi trước, những chị vợ đi trước cũng chia sẻ với em là không nên đâu em ơi, tại vì nếu mà quỹ đen nhiều á thì sẽ có những cái khoản dành cho những cái người khác mà mình không có biết. Đó, mình cũng phải đề phòng chứ. Nên là, nhưng mà anh ấy rất là căng thẳng cho em. Sau đó là em đã chọn một biện pháp rất là đẹp. Ok, em sẽ đồng ý mọi điều kiện của anh. À, bây giờ tiền vẫn anh giữ, em vẫn giữ, nhưng mà từ đó, từ ngày em cưới đến giờ thì tất cả những, không biết là có một cái gì đó, một vũ trụ gửi tín hiệu cho em hay sao á, em mặc định trong đầu là em không bao giờ trả tiền. Bên ngoài thì không nói nha, nhưng riêng đi với chồng em không bao giờ trả tiền, cho nên vũ trụ có gửi tín hiệu là ít khi mà em đi với chồng em mang theo bóp lắm. Hoặc là lúc nào cũng toàn chồng phải trả, tức là em vẫn là xài lấn qua cái tiền của chồng, đúng không? Có nghĩa là không đụng tiền của ai cả, nhưng mà bằng một cách nào đó thì cũng là về thì em thôi. Vẫn phải lấn qua. Mà tiền của em thì vẫn giữ nguyên, coi như không mẻ được, đúng không? Và chồng em ở rất vui vẻ đấy đó. Vui vẻ giờ cái tiền đó để làm gì nè? Theo em là cái tiền của em giữ lại được, quan niệm của em sẽ làm gì? À, thực tế thì em đang dùng cho khoản đầu tư. Dạ, đầu tư chung của hai vợ chồng thôi.
chứ cũng không có gì, không có kỳ gì cả. Nhưng mà có điều là nếu mà để cho chồng thì mình cũng thấy sợ là nhiều khi tức đổ tường hay cái gì đó. Nhưng mà tới bây giờ thì em hoàn toàn yên tâm không? Dạ em vẫn hoàn toàn yên tâm, nhưng mà có điều là giống kiểu là tính mình hay quên hay sao á, nên là đi ăn thì em cũng ít khi mang tiền theo. Rồi bây giờ Phúc mong muốn vợ thay đổi điều gì? Nếu mà thay đổi thì em chỉ muốn là vợ em chăm chút thêm, tại vì do vợ em có giai đoạn là bệnh á, nên là vì bệnh nên là đâm ra kiểu hơi xì xò bề ngoài, nên là bây giờ thì có nó bệnh cũng đỡ hơn rồi, nên là chăm chút thêm với vợ em. Bây giờ cũng đi làm, đi giao thiệp nhiều á, thì mình nên cải thiện đó. Còn những cái kia chữ là những cái tính xấu thì trong em nghĩ là con người thì ai cũng có, nhưng mà nhiều mình chấp nhận đó thì mình cái đó là cái lựa chọn của mình, mà mình cảm thấy nó hạnh phúc trong cái mối quan hệ của mình thì em nghĩ nó vẫn ok. Có nghĩa là em chỉ muốn vợ em á là bây giờ phải vượt qua cái mặc cảm, cái tự ti về căn bệnh của mình, đúng không? Và bây giờ em đã bớt đi tất cả điều đó chưa? Dạ em đã 90% rồi. Dạ, bây giờ em chị nghĩ là em nên có một cái chia sẻ gì với khán giả. Dạ. Nhất là những người nào á mà có căn bệnh tương tự như mình á, để các bạn có thể có được cái tự tin giống như em bây giờ. Dạ. Thật sự là để có thể có mặt trước ống kính ngày hôm nay á thì em là phải trải qua một cái hành trình rất là khó khăn, tại vì em bị từ năm lớp 2 cho đến bây giờ. Dạ. Thì tự tử nè, rồi nhiều những cái yếu tố gọi là tiêu cực. Nhưng mà bên cạnh đó thì em rất là may mắn khi em có ba mẹ, có gia đình, chồng, gia đình của em, những người đồng nghiệp, những người bạn đồng hành với em từ nhỏ lớn. Và em nói là có nghĩa là nói chung là em có luôn có một cái câu slogan cho mình đó là không có gì là không thể cả. Vì khi em nói chung là mình phải tin tưởng một điều rằng là mọi điều tốt đẹp trong cuộc sống này nó sẽ đến nếu như mình tin điều đó. Còn nếu mà mình thực ra là mỗi một con người sẽ có một cái góc nhìn quan góc khách quan khác nhau, mình cứ nghĩ nó tiêu cực thì mọi thứ trong cuộc sống mình nó chưa ra đánh trận là mình đã thua rồi. Còn với em là em chỉ muốn truyền tải cái năng thông điệp này cho mọi người là em là một minh chứng cho cái việc là mình đã có những cái sự thay đổi tích cực trong bệnh tật và từ trong cái suy nghĩ của mình. Để có được những như thế này thì người ta phải trải qua rất nhiều cái sự chông gai. Thì không phải ai là cứ thành công như bây giờ là để có được cái điều đó đâu. Nên là mong muốn là các bạn phải cố gắng tích cực lên. Mình chỉ có là vẻ bề ngoài nó không được đẹp thôi, nhưng đã có giải pháp rồi. Nhưng mà bên cạnh đó thì cũng có rất nhiều người là đang phải chống chọi với những cái căn bệnh mà rất là khó và hiện tại chưa chữa được, như tim rồi các kiểu nữa. Nên là mình phải cảm thấy may mắn và biết ơn cuộc sống này rất nhiều. Và cũng giống như em cũng chia sẻ luôn là thật sự là em rất cảm ơn chồng em và gia đình chồng. Hiện tại bây giờ là anh ấy có rất nhiều sự lựa chọn, nhưng anh ấy đã lựa chọn em. Và cái quan trọng nhất là chúng em đến với nhau và cùng, đúng là cùng thời điểm, đúng là thời điểm. Và anh ấy có thể là chọn một người phụ nữ có thể dịu dàng, biết chăm lo gia đình hơn, nhưng mà anh lại chọn em vì anh ấy và hai vợ chồng luôn luôn cố gắng. Những lúc em bị trùng chân thì anh sẽ cố lên vợ ơi, rồi anh ấy trùng chân thì em sẽ đúc, có nghĩa là mình phải cùng nhau đi đứng một cái, cho nên là hãy cố gắng và tìm ra sự lựa chọn cho chính mình nó phù hợp. Dạ. Hạnh phúc là lựa chọn. Có nghĩa là cái câu chia sẻ này của vợ thôi đó là tối nay là có bầu đó. Thôi rồi. Là tại vì chồng cảm thấy là chưa vợ được. Đã gọi là vượt lên được những cái mà chồng cứ cho là vợ vẫn còn đang bị mặc cảm, vẫn còn đang bị tự ti. Thì bây giờ chị chỉ khuyên em như vậy nè, để mà chứng minh cái sự gọi là cái tự tin của em á nhiều hơn nữa đối với chồng á, thì cái cường độ ghen của em bớt lại. Tại em biết sao không? Thực sự vợ chồng ai cũng vậy hết trơn á. Sống với nhau một quãng đời mấy chục năm thì nó sẽ qua nhiều những cái giai đoạn, rất nhiều những cái giai đoạn của cái lứa tuổi cũng như là của cái đồ thị hình xin của tình yêu á. Thì lúc không bao giờ có một cặp nào mà có thể mà bỏ hẳn được cái giai đoạn ghen tuông hết. Lúc nào cũng sẽ là, và bây giờ em đang ở giai đoạn đó. Lý do là thứ nhất tụi em mới được lấy nhau được có 5 năm. Thứ hai là tụi em còn son, tụi em chưa có con. Thứ ba là có một số yếu tố mà để tạo nên cái sự ghen tuông của vợ em. Đó là đầu tiên là vì vợ em, như em đã cảm nhận là vợ em mặc cảm là vợ em bị bệnh, gọi là một cái căn bệnh mà nói chung là phụ nữ người ta không có thích. Không thích cái bệnh đó bởi vì rất khó làm đẹp, đúng không? Cái thứ hai nữa lại là một cái sự mà chan hòa và ân cần quá mức của em đối với mọi người xung quanh, nhất là những bạn đồng nghiệp nữ hoặc những chị hoặc những em đồng nghiệp nữ. Cho nên á, ông bà mình nói không có khói thì sao có lửa, không có lửa sao có khói, ý là như vậy. Thành ra bây giờ á, em muốn vợ em bớt đi cái ghen tuông đó thì em cũng sẽ bớt đi những cái ân cần quá mức cho phép của một người đàn ông đã có vợ. Nếu em chưa có vợ, em muốn làm gì em làm, nhưng khi đã có vợ rồi thì nhớ giùm chị, vợ em hiền á, chứ chị á là 10:30 đổ đi đấy ha. Mà ổng không quan tâm tới mình mà ổng cứ lo chuyện thiên hạ đâu 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 là chị mệt mỏi lắm, là chị không có để yên vậy đâu.
đúng không? Dạ. Chính vì vậy mà chị có ba đứa con đó, em hiểu chưa? Đó, như hồi nãy vợ em cũng có chia sẻ đó, tại sao em lại không lựa chọn những cô gái khác khỏe mạnh hơn, tốt hơn, mà sao lại là lựa chọn vợ em để mà đi đến hạnh phúc ngày hôm nay? Thì trong để cho vợ hết ghen thì mình cũng phải lựa chọn. Dạ. Lựa chọn thời điểm và lựa chọn những người mà chúng ta cần phải có một cái sự trao đổi với nhau phù hợp với thời gian. Dạ. Thấy không? Rồi bây giờ trước khi hồi nãy chị nói sao? Ừ. Tối nay có bầu liền á? Ừ. Chưa đâu. À phải em còn chứ? Một chữa luôn. Ủa chưa luôn hả? Trước khi chúc phải có cái điều này nè, nó mới linh nữa. Đâu cái gì? Đó là gì? Các em đến với nhau cho đến lúc mà các em cưới nhau cũng chưa có một cái sự tỏ tình. À một câu và tỏ tình. Cũng chưa có một cái lời cầu hôn. Vậy thì trước khi anh bắt đầu anh khai mỏ anh chúc các em có em bé thì anh muốn em, mình là đàn ông mà đúng chưa? Dạ. Anh muốn em có một cái điều gì đó bày tỏ với vợ mình thì nói thẳng luôn đi. Đó. lời tỏ tình tỏ đáng tình yêu đi và cầu hôn với vợ em, lời tỏ tình đáng yêu đó. Được không? Cái này thì em cũng chưa có sự chuẩn bị cho lắm nên là không sao cả, không, không có gì nó qua sự tự nhiên hết. Em nói bằng cả trái tim em, cả đứng trái lên... tim của em với vợ em. Thực ra nó không phải là câu tỏ tình đâu. Ừ. Nó chỉ là những cái lời yêu thương nhất mà em muốn dành cho vợ. Đúng rồi. Và muốn lời nhắn nhủ nhất về hạnh phúc tương lai của tụi em từ đây cho đến hết cuộc đời. Những gì em suy nghĩ trong lòng muốn nói với giống vợ. Giống như cái câu ha, nắm tay nhau thật chặt, xí tay nhau thật lớn. Hai chị em mình sẽ làm cái này đến 4 thập kỷ. Đó, à, nhưng mà đó là hai chị em mình. Ừ. Còn bây giờ là em đó Phúc. Rồi, đứng lên đi. Hai chồng đứng lên. Hai chồng đứng lên. Trời ơi, cái sàn vợ chồng son nó linh lắm á nha. Dạ. Tỏ tình xong rồi ông mụ khai mỏ cái là dính bầu liền. Ừ, đúng rồi. Chắc lắm. Thật ra thì anh sẽ không nói những cái lời mật ngọt với vợ, tại vì tính anh thì anh sẽ không thích hợp nói những cái điều đó. Nhưng mà chắc sống với nhau thì vợ cũng hiểu là anh rất là thương vợ, nên là vợ cứ thoải mái tự tin về những điều đó. Tại vì khi mà anh đã quyết định chọn ai, tại vì trong quá trình quen nhau thì mình đã có nhiều thử thách rồi, và khi mình đã lựa chọn thì mình sẽ tôn trọng cái lựa chọn đó, và mình đây là lựa chọn mà mình đã lựa chọn thì mình phải tôn trọng và theo nó đến cùng. Nên một vợ cứ tin tưởng cho anh. Ôm hôn cái coi, ôm nhau đi, ôm hôn cái coi nè. Ồ trời ơi. Rồi. Bây giờ bốc thăm nè. Chưa tao bảo không có tôi chút hả? Lộn xin lỗi. Sao? Tại biết sao tôi nghĩ tới cái cước chùa nồi. Tôi nghĩ tới cái cước chùa nồi. Chút xíu nữa ha, ông này cũng chút xong ha. Mà hai đứa bốc thăm á mà chúng cái cước chùa nồi là dính luôn, là không. Năm sau là một là cước chùa nồi, hai là chúng sửa lớp. Ha. Chính xác. Hạnh phúc là lựa chọn ha. Dạ. Mà bây giờ mình lựa chọn chương trình vợ chồng son và uống sữa lớp nữa, chắc chắn đêm nay có em bé. Rồi. Coi như hai món quà. Thôi bây giờ hôm nay nhân dịp các em đến với chương trình vợ chồng son ha, anh chúc cho hai vợ chồng Phúc nha sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, nắm tay nhau ha. Dạ. Đi đến với nhau, đi đến cùng nhau đến cuối cuộc đời này nha. Dù khó khăn, dù có như thế nào đi nữa, lúc nào cũng có đôi với nhau ha. Và chúc cho hai em qua năm sau nha. Bác sĩ báo tin vui và cuối năm sẽ xuất hiện một thành viên mới trong gia đình của các em. Nếu được một cặp luôn, được không? Dạ, một cặp nghe. Đó, một cặp tuyệt vời, đầy đủ, khỏe mạnh, thông minh, sáng suốt sẽ đến với gia đình em. Đúng rồi.